Vậy chốt lại là gọi là Gọi chị chị hay là cũng được. cô? Chị cho nó trẻ. Gọi chị cho nó trẻ ha. À, chị Hòa. Chị Hòa À, rồi. Mới có U60 thôi. Mới có thưa 60 tuổi thôi. thưa với mọi người, thì hôm nay thì mình trở lại Tân Bình, mình gặp lại cái người đầu tiên, đó là chị Hòa, là cái người mà gửi cho mình cái thông tin và cái trường hợp của hàng xóm chị Hòa, đó là gia đình của anh Tuấn Anh, một gia đình hiện tại là lâm vào bế tắc nha mọi người. Mình chưa có thông báo với lại gia đình là mình sẽ đến thăm gia đình của anh Tuấn Anh, mình mới ghé vào chỗ tiệm tạp hóa của chị Hòa đây. Thực sự chị Hòa, gia đình của anh Tuấn Anh là bây giờ không có còn nói là cái từ nào để mà gọi là khổ hơn nữa, thì chúc cho gia đình anh Tuấn Anh thì cũng được nhiều may mắn thôi nghe chị. Hôm nay em đến thăm gia đình, em cũng nghe nói là vợ của anh Tuấn Anh đã xuất viện Xuất viện mà vẫn và yếu lắm. vẫn yếu và đã về nhà rồi đúng Về không chị? nhà mà không có đi đi lại không Dạ, được, vẫn còn cái đang. thứ nhất là em muốn gặp vợ của anh Tuấn Anh, tại vì đợt trước là không có gặp. Cái thứ hai nữa thì em cũng rất là mừng, hôm bữa em đăng lên thì Mạnh Thường Quân có gửi cho gia đình một khoản nho nhỏ, thì hôm nay thì sẵn tiện em tới em trao luôn rồi xem tình hình của gia đình như thế nào, đặc biệt là vợ của anh Tuấn Anh nha. Rồi bây giờ chắc là chị em mình đi, nhưng mà chị cũng phải 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 đóng cửa một chút xíu ha. Dạ Rồi rồi chị phải đóng dạ cửa rồi. không phải là chị Hòa chị gặp mình rồi chị đóng cửa tạp hóa nào mọi người, tại giờ trưa nghỉ trưa đó, ngay cái giờ mà chị cũng phải đóng cửa, chị nghỉ ngơi rồi để mà đầu giờ chiều chị tiếp tục chị bán. Mới về hôm qua. Rồi, tình hình như nào thì Chị kể. cũng ở trên phòng hả anh? Vâng, trên phòng. Đi đi, mình đi lên mình Đi ra đi gặp lên chị. trên phòng. Vợ anh tên gì anh Tuấn Anh? Trần Thị Thi. Dạ. Ê, lúc nãy đi xe hơi về đấy. À, Đi ra là chồng mộ, chồng của chị ra đó đi ha. hôm nay đi tảo mộ. Ôi, tảo mộ sớm đấy. Thì mình 21, 22 rồi, mai 23 rồi. Đến Đây, vợ nhà của đâu? chị Sao Hòa trông hai bà thế lần này, rồi yếu mà thế thấy chị này bán, đây? mình hỏi Yếu gia thế đình này, thì bây chị giờ nói là Tết nhất chồng. đến nơi mà yếu mà nằm thế này sao? Đó, đây, vợ ở đây trông thấy khổ chưa? Đây. Anh vô luôn anh, anh vô luôn anh. Đó. Đây này, nhân vật chính để kiếm tiền mà như thế này thì chết rồi. Em Rồi. chào chị nha. Dạ em chào chị. Đó, thế này thì khổ chưa? Không được rồi. Phòng của mình nó bí quá ha, nó hầm quá ha. Đúng rồi. Thế này thì chết. Đáng lẽ ra đó là mở cái cửa sổ ra, nhưng mà bây giờ cũng ồn quá hả, với lại nó bị chó. Thôi thôi kéo lại đi, mở ra. Bây giờ Tết nhất đến nơi rồi. Đúng rồi, mở cái máy lạnh đi. Mở 20, 22 thôi, cho nó mát tí thôi. Mình xin phép lại mình nói lại về cái trường hợp của gia đình nha mọi người. Khi mà chị Hòa chị gửi cái hình ảnh cái thông tin cho mình, 20 đi. đó là cháu Hải Anh. Trước đây đó là gia đình ở ngoài Bắc, khi mà cháu Hải Anh phát hiện bệnh và gia đình mới theo cái lời hướng dẫn của bác sĩ, nó là cấp tốc đưa cháu vô trong Sài Gòn để mà có cái sự mà điều trị nó chuyên khoa hơn. Thì gia đình cấp tốc là dọn dẹp đồ đạc đồ tất cả các thứ đi vô trong Sài Gòn để mà tiện cái việc chăm sóc cho cháu. Anh với chị thì đi bán bánh cuốn đó, rồi thuê nhà ở Tân Bình đây để mà vừa bán bánh cuốn có cái chi phí và cũng như là lo cho cháu hay anh. Nhưng mà khoảng 2 năm qua đó thì tình hình bệnh tình của cháu nó cũng không có khả quan và tiền bạc thì nó cũng eo hẹp, và đến cái giai đoạn này thì hai vợ chồng của anh Tuấn Anh và chị Thi đó bây giờ là cũng ngã bệnh luôn. Chị làm riết rồi bây giờ bị lở loét bao tử, rồi bị xuất huyết bao tử. Còn anh đó thì trong một lần là anh cũng gấp rút làm quá nên là một bên mắt của anh là bị ảnh hưởng, là bây giờ có khả năng là không có nhìn thấy. Mình cũng có nói là tại sao mà không có đi khám để mà coi có lợi cứu vãn được cái mắt đó không, mà anh nói là để tiền dành cho con. Đó là cái hoàn cảnh của gia đình.
Còn vợ là nhân vật chính để kiếm tiền mà bây giờ nhưng cũng nằm chính như kiếm này. Tiền bây giờ nằm luôn vậy luôn này. Nằm như này. Hình như là chân của chị Thi bị teo đúng không anh? Không. Đấy là nó vào viện nằm mấy ngày là nó không có vận động, mới có mấy ngày mà chân cẳng teo lại luôn, teo hết. Bây giờ là còn đang nằm để xem cái phần ngực như thế nào. Để xem ừ, là bây giờ ủa là chị đang mặc tã luôn đó ha anh? Dạ mặc tã nên đã chưa ngồi mà dậy được ạ. Anh Tuấn anh chị về nhé, đúng không? Dạ dạ. Cảm ơn chị. Anh tắt cái quạt chị mà em. Đó cái phần ngực mới có điều trị được cái dạ dày dạ. Đó. Chút xí nữa chị qua nha. Ờ. Dạ. Rồi. Cảm ơn chị Hòa nha. Có phải cho ngồi dậy không? Nếu mà nằm cảm thấy thoải mái cứ nằm. Thôi nằm đi. Nằm đi. Ngồi lên ngồi là tại vì nó tay nó đau. Đúng rồi, đang bị với lại bị bao tử nữa. Có nghĩa là bây giờ nếu mà về bây giờ như này thôi nhưng mà còn cái chỗ phần ngực bây giờ là nó bị sưng, với trước là lại bị tai lạn tay này. Là đóng cái nẹp ở đây rồi, đóng hơn 3 năm nay nhưng mà không có tiền để tháo ra. Không có tiền để tháo ra thì bây giờ là nó ảnh hưởng đến cái chỗ ngực này. Nhưng bây giờ cái bao tử này bây giờ là vào viện là các bác ấy chỉ bảo là bây giờ chữa cái bao tử trước. Rồi đến mùng 5 Tết lại bắt đầu nhập viện lại, rồi bắt đầu là chữa sang đến cái ngực với cả là mổ ra để lấy tháo cái dụng cụ ở trong tay. Cái tay của chị là chị bị tai nạn xe máy hả? Xe máy là hơn 3 năm rồi, trước ở trước Bắc xong là bắt đầu mới vào đây. Là mình cũng như là mình cũng tiết kiệm tiền dành cho con nên là chị không có làm cho nó xong xuôi cái tay. Bây giờ vào thì chị có ấy cho cháu bây giờ vào là sau cái đợt dịch nằm ở ngoài Hà Nội đấy thì người ta chỉ có xét nghiệm ra là nó có một cái chấm nhỏ lẽo thôi. Đưa anh đưa cho em coi. Anh dở lên, anh dở lên. Rồi, thấy rõ luôn nè. Dạ. Cái nẹp vẫn còn giữ lại. Rồi, cảm ơn anh. Thế nên là mà ở ngoài đó nó lạnh thì là cháu nó chân tay nó cứ co quắp vào nó không chịu được. Thì vào trong này thì đến cái đợt mà trước dịch nó bắt đầu là cháu nó phát bệnh ra. Cháu nó phát bệnh ra thì tưởng là đợt đấy là cháu nó chết rồi. Thì nằm ở trong bệnh viện Nhi Đồng 1 ấy, hơn một tháng. Nên là máu thì chuyển sang Singapore để xét nghiệm thì phát hiện ra là cháu bị cái bệnh lão là thiếu cái chất B1. Thì là điều trị về cháu nó được mấy tháng thì bắt đầu là cái chỗ mà chọc tủy để xét nghiệm đấy là cháu nó lại bị viêm. Nó lại liệt hai chân đúng vào cái đợt dịch ấy. Thế là gia đình này cũng điều trị, chữa trị cho cháu. Thì là cháu nó lại đi lại được thì tầm được độ mấy tháng ấy. Đến cái đầu năm vừa rồi này bắt đầu là cháu nó lại biến chứng. Tức là cái lão thì bây giờ nó khỏi, có nghĩa nó khỏi rồi bây giờ nó lại biến chứng. Biến chứng thì nó lại liệt hai chân. Tức là những cái sợi tủy đấy là nó trắng, là nó bị hỏng hết rồi. Thì điều trị thì nằm ở trong bệnh viện đấy 10 ngày nhưng mà cháu nó không có khả quan. Thế về sau là bảo bây giờ chỉ còn có mỗi cái phương án là sàng lọc máu rồi truyền huyết tương, là mỗi một lần truyền thì là 120 triệu. Thế là gia đình cũng bảo là thôi bây giờ thì cũng nhà cửa ngoài đấy thì bán ở ngoài Bắc nó rẻ, được có mấy trăm triệu vào thì mấy năm thì cứ điều trị cho cháu thì nó cũng cạn tiền rồi, thôi thì kiểu bây giờ mình cứ đi vay mượn thêm đi, xong là sàng lọc máu cho cháu để làm sao nó đi được, chứ bây giờ nó mới có 17 tuổi. Mà bây giờ nó nằm liệt như thế này thì bây giờ mình còn khỏe còn được, chứ mai kia mình già rồi, mình chết rồi thì bây giờ nó làm sao. Thế là mới đồng ý, gia đình là ký kết là đồng ý là sàng lọc máu cho cháu, nhưng để đấy để xem là điều trị cái phương án thuốc. Nếu mà cháu nó đỡ được thì là tốt, còn nếu đến khi nào nó bùng, nó phát bệnh ra, tức là đến cái thời điểm nào mà nó phát bệnh ra nó lặng thì nó mới là cái phương án cuối cùng của mình, là mình phải làm như thế. Nhưng mà hỏi ra bảo là lọc máu vậy thì nó có đỡ không, nhưng mà họ bảo bây giờ chỉ 50-50 thôi,
đến khi nào mà nó lặng, máu nó loãng ra thì lại phải tiếp tục, lại phải sàng lọc tiếp. Nếu mà sàng lọc mà nhiều thì nó sẽ gây ra là nhiễm trùng máu. Thì bây giờ là thế là theo cái bác trưởng khoa đấy chữa, bây giờ là đang chữa là mình chữa theo đi theo bệnh viện tư, tức là ở nhà phòng khám của bác sĩ tư. Thì đầu tiên thì về cháu nó vẫn liệt, nó vẫn không đi được. Thế là đến nhà bác ấy, tầm độ 2 tuần thì là nó chập chững nó đi được. Thế là theo từ hồi đấy đến giờ là mấy tháng nay rồi. Từ hồi tháng 6 cháu nó bị đến giờ đấy. Thì mấy cái tháng đầu đấy là cứ hơn 10 triệu tiền thuốc. Thế là đến bây giờ nó giảm dần đi, cháu nó đi được rồi thì giảm dần đi. Là bây giờ là một tháng là 8 triệu. Thì hai vợ chồng thì bây giờ ví dụ như có bệnh như thế này, cái tay này nó đau này thì cũng chỉ uống thuốc vớ vẩn, xong là uống thuốc giảm đau nhiều. Thế là nó bục, bây giờ là nó bị bục cái bao tử ra. Nó bục cái bao tử ra thì vào nội soi thì yeah. Nằm viện yeah. Yeah. 4 ngày thì họ cho về, thì được 2 ngày lại vào lại cấp cứu lại này lại. Hình như là nghe anh Tuấn Anh nói là chị là bị lâu lắm rồi đúng không? Chị bị bao tử á. Bao tử thì cũng không biết là nó có bị không, nhưng mà nó cũng thi thoảng nó bị đau bụng thì mình chỉ mua thuốc về mình uống thôi. Nhưng đến đợt vừa rồi là nó lôn ra máu là lúc đấy là nó đã dạ dày nó bục rồi. Rồi. Thì đưa em, vào cấp cứu. Dạ. Em nói với chị Thi như thế này. Thì bệnh tình của bé Hải Anh đó là hôm kỳ rồi em có vô em gặp hai cha con, thì anh Tuấn Anh này ảnh cũng có trình bày rồi. Cũng biết là chị đang ở trong bệnh viện 115 cấp cứu ở cái giai đoạn đó. Rồi hôm nay lần đầu tiên em gặp chị. Hồi sáng này em có gọi điện đến cho cô Hòa đó. Thì cô Hòa cũng nói là chị về. Thì mục đích của em là em xuống em gặp chị. Lý do là tại vì chị bây giờ là chị là kiểu là lao động chính của gia đình. Để làm để mà có tiền để mà vừa quán xuyến gia đình cũng như là lo thuốc thang cho con gái. Mà từ hồi nãy là em chủ yếu là em muốn hỏi thăm về bệnh tình của chị, mà chị làm như là kiểu là mình thương con gái mình á, nên là cứ cái gì là dành cho con gái rồi cứ nói về bệnh tình của Hải Anh cho em nghe. Wow. Ha, chủ yếu là bây giờ là nói về sức khỏe của chị trước đi. Hải Anh thì em nắm được cái bệnh tình bệnh lý của cháu rồi. Hồi nãy nghe cô Hòa nói là lồng ngực của chị là đang bị vấn đề gì? Bây giờ là nó đang bị sưng này. Sưng ở bên trái? Sưng ở phía bên trái này. Có khó thở không chị? Nó không khó thở nhưng mà nó đau, mà ngồi thì không ngồi được. Là chị bị là song song với giai đoạn là bị bao tử hay là từ khi bệnh ở trong bệnh viện về? Trước cái bao tử là vì chính vì cái tay này mình mới uống nhiều thuốc nên nó mới bị bao tử. Dạ, yeah, đúng. Tức là trước đấy là nó bị cách đây là hơn một tháng rồi. Nó hơn một tháng rồi tự nhiên là nó cứ đau như vậy thôi. Nó đau lắm thì đi vào viện khám thì họ bảo là mình bị căng cơ. Bị căng cơ thì cho mấy viên thuốc uống thì nó không giảm. Thế lại đi vào khám lại một lần nữa. Tức là đi vào khám xong chụp chiếu thì cũng không bị làm sao cả. Cái chỗ cái tay mà bị ấy này nó cũng không làm sao. Thế nhưng mà bây giờ về là nó cứ đau rồi ngồi không ngồi được, mà nằm cũng không nằm được. Tức là nếu mà mình mà ngồi chỉ độ khoảng 5 phút thôi là người nó như kiểu bị vẹo rồi này. Tức là nó đau, nó cắn, nó đau lắm luôn ấy. Vợ anh bị xuất huyết bao tử do uống thuốc nhiều quá. Đã vô cấp cứu ở bệnh viện 115. Thì bệnh viện hôm nay họ cho về. Là mai mốt họ cũng cho cái ngày tái khám. Thì họ nói cái tình trạng của chị là bây giờ là về nghỉ ngơi rồi theo dõi. Để có sức khỏe rồi theo dõi đến ngoài Tết lại của anh vào viện để kiểm tra lại. Rồi cái phần đó thì bây giờ mình bỏ qua đi ha. Rồi bây giờ cái phần mà cái tay trái của chị mà lúc mà còn ở ngoài Bắc mà bị tai nạn xe máy đó. Thì bây giờ cái tay đó là bây giờ xử lý như sao? Bây giờ nếu mà có điều kiện mình có phẫu thuật lại được hay không?
Rồi bây giờ cái tay đấy thì là vẫn còn cái nẹp ở trong phía tay. Đúng. Nó giữ lại cái xương ở trong đó. Dạ. Nhưng mà bây giờ đúng ra là phải kiểu như là khoảng hơn năm, là năm rưỡi chẳng hạn, đấy là phải lấy ra. Nhưng mà vì điều kiện gia đình chưa có tiền nên kiểu như cứ để vậy, cứ ngâm ở trong đó. Thì là đến ngoài Tết này này, gia đình muốn là lấy cái nẹp đấy ra và dạ, xử lý cái phần ngực của dạ, vợ em. Nó tức là phần ngực với phần vai này, bây giờ là nó kiểu như căng cơ hay nó bị sao ấy. Cái đấy là mình cũng không chuyên môn. Cái mà hồi nãy nói là khó thở ở bên trái là theo em nghi, từ nãy anh chị nói là nó ảnh hưởng tới cái nẹp đó đó, rồi cái tay. Bây giờ nó sẽ ảnh hưởng, nó chèn những dây thần kinh hoặc đi vô trong chút xíu. Dạ vâng. Rồi, 3 năm nay chưa đi lại khám lại cái tay. Chưa. Rồi. Vì dạ, điều kiện không có tiền nên dạ, chưa đi được. Dạ. Bây giờ là cái việc chăm sóc cho hai người đó là anh Tuấn Anh. Vâng. Dạ. Là hiện tại là chị Thi đang, chị có hai cái vấn đề đó, một là bao tử, hai là bên cái nẹp ở bên tay trái. Dạ, nẹp ở tay trái với là đau ở bên vai trái này. Thì nghe nói thì mình có thể là mình xác định là do bị cái nẹp đó để quá lâu không có lấy ra. Dạ. Dạ. Vâng. Nếu như mà em gửi đến cho chị Thi một ít tiền đó thì anh có đưa chị Thi đi qua bên chỉnh thân chỉnh hình để mà coi lại, kiểm tra lại không? Xử lý cái việc cái nẹp bên cái tay trái của chị trước. Tại vì chị này là bây giờ là chị lao động chánh, chị phải có sức khỏe để mà chị lo cho cả gia đình. Vâng. Thì tuy là mình lo, chủ yếu là mình lo con gái mình, nhưng mà mình phải làm những cái mà trước mắt trước. Đó, thì anh tính sao? Vâng, nếu mà có tiền thì cũng đưa cho vợ đi được. Nhưng mà kiểu như là hiện tại bây giờ là sức khỏe chưa đủ. Đúng rồi, cái bao tử chưa xử lý xong nữa mà. Chưa hoàn thiện. Dạ. Kiểu như là nếu mà có ấy thì cũng phải ra ngoài Tết. Khoảng bao nhiêu là mình sẽ tự tin đi đưa vợ mình đi bệnh viện? Khoảng độ khoảng mùng 8, mùng 9, mùng 10. Bao nhiêu tiền á? Bao nhiêu tiền là mình tự tin mình đưa vợ mình đi bệnh viện để mà kiểm tra? Cái đấy thì thật sự ra là cũng chưa, mình cũng chưa đi lần nào. Nên bây giờ có 5 triệu cầm đi, dám cầm đi không? Hay là để lo cho con gái? Lo cho con gái, còn cái... Không, cái này em nói thật mà, mình phải lo cho vợ mình trước. Tại vì bây giờ cái tay để lâu cũng không tốt. Dạ. Nó đã ảnh hưởng, nó chèn qua vô trong rồi. Dạ. Đó. Ví dụ như là đi vô trong đó kiểm tra trước một cái rồi tính sau. Ví dụ như... 1-2 triệu mình kiểm tra, ví dụ bác sĩ nói là phẫu thuật đó 10 mấy triệu thì mình về mình tính sau nữa, để mình biết hiện tại là cái nẹp ở trong tay trái là nó đang diễn biến như thế nào chứ. Vâng. Nếu mà có thì cũng dẫn đi được, nhưng mà là bây giờ thật sự ra là năm hết Tết đến rồi, xong rồi công việc không ổn định, vợ nó nằm viện vậy đó, nên kiểu như là cũng chưa dám kiểu như là có ý định. 115 á, họ cũng kiểu như là ấy để kiểm tra sức khỏe xem nếu mà có đủ điều kiện mà để họ phẫu thuật được thì họ phẫu thuật. Nhưng mà em góp ý là chị nên đi chỉnh thân chỉnh hình đi. Vâng. Tại vì từ 115 nó đi ra ngoài chỉnh thân chỉnh hình nó cũng không bao xa, có vài cái số thôi. Dạ. Nhưng mà ngoài đó họ chuyên khoa nó tốt hơn. Với lại người bệnh này đó là lố cái thời gian rồi. Vâng. Nên là ra đó nó tốt hơn. Dạ. Thế em góp ý như vậy nếu mà mình có điều kiện ha. Dạ vâng. Dạ. Thì em góp ý như vậy chị thấy như sao chị Thi? Vâng, vào cái chỗ chuyên khoa là đúng rồi. Chứ bệnh viện là... Chứ mà bây giờ mà hai người, một người nuôi hai người mà bệnh mà... Kiểu nó từ từ, như bây giờ như Hải Anh nó qua mãn tính rồi đó, hôm bữa mình cũng nói. Vâng. Nó thuộc giờ gần tới mãn tính rồi. Để lâu cái tay, để lâu đâu có biết sao, lỡ mai mốt cái nó đau quá xui rủi vô, bác sĩ cũng nói là bỏ phần này phần kia rồi sao. Vâng. Ví dụ gì mình đâu có biết được. Vâng. Chị là chị bán bánh cuốn ở dưới tầng trệt đó, dưới đấy chị Thi. Dạ. Chủ yếu là vợ anh Tráng, còn anh đứng anh bán. À, anh là chỉ là kiểu là khâu phục vụ thôi. Lon ton phụ. Dạ. Còn chị là
chánh ha, nêm nếm rồi này nọ đồ rồi vâng. Bột rồi tất cả các thứ ha, nước mắm nước muối rồi các thứ pha như là tráng bánh. Còn anh chỉ là người đứng như kiểu bán mới đưa cho khách ăn thôi, bưng bê. Để mà trước khi mà nói chuyện tiếp đó thì em cũng xin thưa, hôm bữa em tới em thăm, không có chị Thi đây. Được. Em cũng có chia sẻ về cái bệnh tình của cháu Hải Anh. Được. Mạnh Thường Quân có gửi cho gia đình mình chút ít. À, sẵn tiện hôm nay em gặp được chị Thi, với lại là em cũng trao cái khoản tiền cho gia đình. Dạ. À, tuy là bệnh tình rồi gia cảnh do mình đang gặp éo le như vậy, nhưng mà một chút tấm lòng nhỏ nhỏ từ Mạnh Thường Quân ha, coi như là cái dịp xuân. Chị ơi, em xin phép là em đọc tên và cái khoản tiền mà Mạnh Thường Quân gửi đến cho gia đình mình nha. Với cái lời chúc là chúc gia đình cho của mình là gặp nhiều điều may mắn nha chị, với lại là tình hình sức khỏe của chị với lại con gái của chị mau khỏe nha. Dạ, mau hết bệnh. Em xin phép được đọc tên và cái khoản tiền. Cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã gửi cái khoản tiền đến cho gia đình của anh Tuấn Anh với lại là chị Thi. Cô Phú xin phép được đọc. Một người ở Alaska, Mỹ là 5 triệu. Thứ hai là gia đình Kiều Huy Thi ở Mỹ 2 triệu. Thứ ba là cô Ngọc ở Bình Dương 200 ngàn. Thứ tư là anh Hữu Thường ở Mang Thít, Vĩnh Long 200 ngàn. Thứ năm là Hoàng Châu My Khang ở Bình Dương 200 ngàn. Thứ sáu là anh Nguyễn Thành Đô ở Hưng Yên 100 ngàn. Thứ bảy là cô ẩn danh ở Canada 1 triệu. Cô ẩn danh này có cái lời nhắn là hồi hướng công đức Lê Thành Xuân. Thứ tám là chị Tina Huỳnh 500 ngàn. Thứ chín là cô Tám ở Đà Nẵng 2 triệu. Thứ mười là chị Kim Hoàng ở Mỹ 200 đô la Mỹ là 4.960.000. Tổng cộng cái khoản tiền mà hồi nãy em nhận á là 16.160.000. Thì vừa tức thì em có nhận thêm của cô bé và cô Từ Nhân. Hai người này đó là Phật tử ở tu viện Ấn Quang ở Mỹ, gửi cho gia đình mình là 3 triệu. Tổng cộng 16.160.000 với lại mới nhận thêm 3 triệu của hai cô, thì tổng cộng là 19.160.000 gửi đến cho gia đình. 19.160.000 ha. Em nhờ anh Tuấn Anh đếm lại giùm em rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm em nha. 19.160.000 anh đếm lại giùm em. $19.170.000 Dạ. Cũng mừng cho gia đình mình. Trước tiên thì gia đình xin cảm ơn các Mạnh Thường Quân ủng hộ, thương mến gia đình, ủng hộ cho gia đình, xin cảm ơn nhiều. Rồi em cũng nãy em cũng có nói góp ý đó. Thôi thì nếu mà tình hình sức khỏe của chị mà ngày càng tốt á, tính tới thời điểm mà qua Tết á mà khỏe thì anh đưa chị qua bên chấn thương chỉnh hình nha. Theo yêu cầu của em. Mình bỏ thì vài trăm ngàn để mình xem về cái bệnh tình của vợ mình xem như thế nào. Nếu mà nằm ở trong cái khả năng về cái khoản tiền này đó thì phẫu thuật luôn. Còn nếu mà cái khoản tiền cao quá đó thì một là gọi, ý là chắc chắn là anh phải gọi điện lại cho em để mà em thông báo lại cho những ân nhân mà nếu mà họ muốn giúp tiếp cho vợ của anh. Em nói riêng nha, vợ của anh. Đó. Còn trong cái khả năng đó thì anh sử dụng khoản tiền này để mà lo cho vợ anh phẫu thuật. Rồi anh phẫu thuật cho chị khỏe rồi chị mới có sức khỏe, rồi chị mới bắt đầu chị buôn bán tiếp, rồi chị gánh vác gia đình chứ. Còn cái bao tử này thực sự á, để mà nói mà bao tử mà phục hồi là một sớm một hôm á thì lâu lắm. Là không có chuyện đó đâu, phải lâu lắm. Từ cái việc mà uống thuốc nè, ăn uống nè, nghỉ ngơi nè. Bây giờ là không phải là ăn như trước kia nữa đâu nghe chị Thi. Đó, ăn cay, ăn nóng, ăn lạnh gì nó cũng ảnh hưởng đến đó. Và phải chị phải theo dõi bao tử. Xuất huyết bao tử
công ăn uống lo cho con cái rồi ăn này, ngại ăn bữa hoặc là ăn không có đúng giờ đó mọi người. Cái tình trạng này thì rất là nhiều người bị rồi. Rất là nhiều bị, kể cả em cũng vậy. Em nói vậy chứ em cũng bị. Đi cái mình quên giờ. Quên giờ. Như bữa nay nè, bữa nay là bây giờ là gần 2 giờ chiều nè, em chưa ăn sáng. Sáng uống ly cà phê đi tới giờ cái thấy cái bụng nó no no cái. Mình nói với người ta vậy chứ mình cũng phải ăn uống cũng ở đây có anh Bùi Đình Nai tặng cho gia đình cái tờ tiền 2 đô làm may mắn nha, kỷ niệm luôn. Cảm ơn. Hiện tại gia đình của anh Tuấn Anh là thuê nhà trọ ở khu vực đường Nhất Chi Mai ở Tân Bình. Đây là căn phòng của cả gia đình là ở đây, gồm có là anh chị với lại cháu Hải Anh. Rồi mình đứng ở ngoài cửa ha. Ở bên hông là đây là một căn phòng nhỏ bên kia, rồi cái nhà tắm toilet ở đây. Phía dưới là chỗ buôn bán của gia đình nha. Anh chị nói đó là có thể là qua năm sau á là phải trả cái nhà này lại. Tại vì trước kia đó thì chị khỏe đó, chị buôn bán được rồi mướn căn nhà này tiền cái việc mà gần bệnh viện rồi gia đình ở. Nhưng mà bây giờ thì cái khả năng kinh tế là không có nữa rồi, nên có thể là mướn một cái căn nhà trọ nhỏ hơn rồi xin ở bán ở vỉa hè hoặc là có thể là ở gần khu vực này. Còn nếu mà vững trải hơn mà ở đây thì buôn bán thì nó sẽ thuận lợi. Phía trước là đường Nhất Chi Mai mọi người. Hai cái xe bánh của hai vợ chồng à. Anh chị nói là buôn bán là ngày đêm luôn, tại tận dụng cái chỗ thuê này nè. Mà bây giờ từ khi bệnh rồi con cái rồi bệnh đau rồi các thứ thì cái việc buôn bán nó không có được nhiều rồi, buôn bán nó không có thuận lợi nữa. Cái mình nói mọi người cái gì mà những cái khó khăn gì mà nó đến cái là nó xui rủi nó kéo theo à. Chắc là hai vợ chồng là kiểu mà lâu lắm rồi không có bán hả chị Hoàng? Bởi vậy uổng. Chứ cái đường này bán buổi sáng em thấy cũng nhộn nhịp lắm á. Bán ba thứ mà không chỉ đủ tiền ăn thôi. Nước mía này, bánh cuốn, bánh mì. Buổi tối có bán không chị Hòa? Dậy từ 3-4 giờ sáng để nướng thịt, bán cho đến 10 giờ đêm. Nói chung là chỉ có mình chừa cái giờ ngủ thôi. Còn nhiêu là... Bạn vật ở đây ai mua thì bán chứ. Tại mình mướn thì mình tận dụng cái mặt bằng chứ ha. Không dám nghỉ đi để mà phải kiếm tiền để trang trải tiền nhà với lại chữa bệnh cho... Mà hôm bữa nghe anh Tuấn Anh nó cũng có thể là sẽ trả lại mặt bằng. Thì phải trả chứ. Bây giờ vợ đang yếu quá đâu có trả chứ đã. Chị đem cái chai gì qua đó. Tặng em hả? Trời ơi, có quà nữa ha. Đó là chị đắt nặng nhất đấy. Đúng dạ. Mà em thấy chị bán mát tay quá, chị bán liên tục luôn á mọi người. Bán tạp quá mà bán mà khách vô mà liên tục luôn, không có thời gian luôn. Bây giờ không thể lo mà dạ. Kiếm tiền mà lúc nào mà khỏe thì làm được thôi. Vậy là cái đó chai nước mắm tặng em ha. Rồi em cảm ơn. Dạ. Em đi lên chị. Cái xe của em là cái xe đúng không? Đúng rồi. Rồi chị cứ nói cái chị bỏ ở đó nha. Dạ dạ. Rồi. Đi lên để em thăm lại Hải Anh coi. Có làm sao. Ê, chó này của ai đây? Của Hải Anh hả? Dễ thương ha. Cái mặt bằng đẹp quá ha. Mặt bằng đẹp nhưng mà nó giống cái cầu thang nó choáng mất hết nửa cái nhà. Hải Anh, hôm nay con thấy trong người sao con? Anh ngồi kế Hải Anh đi anh. Hôm nay thì cũng như mọi ngày thôi, cũng đều đến bữa thì ăn xong rồi bắt đầu uống thuốc để
không cho bệnh nó phát triển nặng hơn. Trong người con giờ con thấy khó chịu chỗ nào không? Dạ, nếu như mà kiểu đói quá hay là nếu là tay sẽ co quắp lại, xong rồi ngứa trong gian. Xong rồi. Anh lấy cái giấy bệnh cho em mượn anh Tuấn Anh coi, em đọc lại cho mọi người nghe cái bệnh, cái tên bệnh của cháu Hải Anh. Mấy cái này là uống thuốc nhiều quá nè. Nó tác dụng phụ của thuốc. Nên là cháu nó lên mười mấy ký là nó rạn hết ra. Rạn ra. Anh lấy cái giấy màu xanh á. Màu xanh, cái giấy là ra viện đi bệnh á. Rồi, cho em mượn, em đọc thôi, em đọc cái chuẩn đoán được rồi, cho mọi người nghe lại. Cô chú anh chị nghe lại, hoặc là nếu mà ai lần đầu xem á, mình xin đọc là cháu này được cái sự chuẩn đoán là tên là, cái bệnh là viêm tủy thị thần kinh. Viêm tủy thị thần kinh ha. Này. Cái giấy này cũng vậy đúng không? Cũng thế. Rồi ở đây thì có một cái chẩn đoán khác nữa nè anh chị. Đấy là di chứng viêm não, màng não. Ở đâu đó, anh sắp giùm em coi cái nào là họ chẩn đoán trước, cái nào giữa, cái nào cuối. Đâu, cái nào đầu tiên đâu, đưa em. Cái này là đầu tiên đúng không? Đầu tiên á, ở đây là bệnh viện 115 họ chuẩn đoán vào ngày 16 tháng 3 là di chứng viêm não, màng não, hạ natri máu B94.1 E87.1. Mình xin đọc lại nha. Di chứng viêm não, màng não, hạ natri máu B94.1 E87.1. Đây là cái chuẩn đoán đầu tiên ha. Rồi cái chẩn đoán mà thứ nhì. Chẩn đoán thứ nhì đó là viêm tủy ngực lan tỏa. Ở đây thì họ có một cái phương pháp điều trị. Đó là họ để là điều trị triệu chứng. Rồi một cái tên nữa là Co-tri-co-y liều cao. Có thể là mình đọc không chính xác. Co-tri-co-y liều cao. Rồi, cái thứ ba, cái chẩn đoán này nãy có đọc rồi nè, cái thứ ba là theo dõi viêm tủy thị thần kinh. Phương pháp điều trị họ chỉ để là nội khoa, chứ nó không có hiện rõ cái chữ phương pháp điều trị ha. Rồi có những lần thì anh nói là phải lấy mẫu em đi gửi đi nước ngoài xét nghiệm, nhưng mà mình hình như là mình chưa đưa đi đúng không? Chưa đi rồi chứ. Đi ở nước nào chị? Đi Hàn Quốc. Gửi cái tủy hay là máu? Tủy. Máu. Tủy. Đi xét nghiệm máu. Xét nghiệm nhưng máu. Xong về người ta mới kết luận là cái bệnh nào. Cái bệnh mà là viêm dây thần kinh thị lực đó. Đây còn trước mà nói chuyện. Ý là đi Hàn Quốc á, là gửi qua Hàn Quốc á, là gửi máu hay là gửi tủy? Gửi máu ạ, chứ chưa gửi tủy. Là cũng đã có kết quả rồi luôn này ha. Có kết quả. Có rồi. Đây còn cái này là cái chụp cộng hưởng từ này, là cái não gì đây này. Nó đấy là cái đợt cái này là chụp não. Cái này chụp não khác nữa. Rồi anh cất những cái giấy tờ vô đi. Mấy giấy tờ anh giữ cẩn thận nha anh Tuấn Anh. Dạ vâng ạ. Nhiều khi họ cần cái mình đưa chứ mất công rồi xét nghiệm lại rồi tốn dạ. Tiền, tốn thời gian, sức khỏe nè. Bây giờ là hai người đang bị đau trong nhà mình như vậy thì cái sự sắp xếp của anh như thế nào? Thì để cho vợ nó về 1-2 hôm xong anh lại dở cái... Bây giờ hiện tại là chỉ có một mình anh ấy, anh có thể làm được bán bánh mì, là quay nước mía bán vậy thôi, kiểu như là cho nó... Được thêm được đồng ra đồng vào. Còn bây giờ thật sự ra là nếu mà làm như kiểu tráng bánh cuốn trước thì chỉ có chị tráng thôi, còn anh thì người bán với người bưng bê,
Thế mà bây giờ vợ anh nó bị vậy thì bây giờ thật sự ra là chỉ bán được cái bánh mì với là tí nước mía. Nhưng mà hôm nay em đâu thấy em bán đâu. Ừ, hôm nay thì chưa đến định nhờ mai với ấy chở ra bán được. Ở dưới, ở trên đây, ở dưới thì bán, còn trên đây mà nếu mà có cần cái gì thì cứ gọi anh chạy lên anh lo cho vợ con anh ha. Vâng. Đành phải thế thôi chứ còn bây giờ mà cứ ngồi mà ngắm nhau mà phục vụ cũng ấy nên phải. Cái nhà này đang thuê đó là có nợ người ta không? Đang thuê là tháng là 10 triệu. Ý là có nợ tháng nào với người ta không? Tháng này là đang bảo là chậm trả nè. Và vì kiểu như là mình nghỉ mất nửa tháng hơn nên kiểu như là cũng không có kinh tế nữa. Nên phải nói với người ta là cho chậm. Thôi cố gắng ha anh. Rồi trước khi về thì em cũng nói lại ha. Cố gắng nghỉ ngơi rồi thuốc thang rồi cho khỏe để mà cái bao tử nó đỡ. Khi mà bao tử đỡ rồi anh đưa vợ anh đi vô chấn thương chỉnh hình, kiểm tra lại. Sau đó nhờ chị Hòa gọi điện cho em. Thì đối với trường hợp nhà mình thì em vẫn tiếp tục nhận những cái hỗ trợ cho nhà mình ha. Em mong sớm là lần sau sẽ gặp lại gia đình. Thôi thì em xin phép em về. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi về cái trường hợp của gia đình anh Tuấn Anh. Thực sự là nếu mà ai nằm rơi vào cái thế giống của anh Tuấn Anh hoặc là gia đình của mình thì sẽ hiểu được cái cảm nhận, cái những cái khó khăn như lúc này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Thôi em xin phép em tắt máy đây nha. Gửi lời cảm ơn các mạnh thường quân. Bây giờ có tiền của các mạnh thường quân này thì gia đình cũng gia riêng này là cũng có tiền để phẫu thuật lốt cái tay để lấy cái sức khỏe để còn tiếp tục công việc để còn kiếm tiền, vừa kiếm tiền để vừa lo cho cháu.